Xin chào những thiên thần nhỏ siêu đáng yêu của thầy Tùng đã quay trở lại với chương trình On Skill. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình có nhớ thầy Tùng không nhỉ? Còn thầy Tùng thì vô cùng nhớ tất cả các bạn đấy. Thầy Tùng chỉ muốn thời gian trôi thật là nhanh để được gặp tất cả các bạn trong chương trình thôi. Ngày hôm nay, thầy Tùng sẽ đồng hành với các bạn và đem đến cho các bạn một kỹ năng mà thầy Tùng tin chắc rằng tất cả các bạn đều rất là cần. Thế nhưng hiện nay rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu của thầy Tùng lại chưa ứng dụng kỹ năng này tốt, nên vẫn làm cho bố mẹ hơi phiền lòng một xíu. Ngày hôm nay sẽ là một bài học rất là quan trọng với cá sấu đây. Bởi vì các bạn ơi, chính bạn cá sấu của chúng ta hàng ngày vẫn chưa làm tốt điều này đâu, nên vẫn làm cho bố mẹ bị buồn này. Và bạn cá sấu cũng vẫn chưa thể trở thành một em bé thực sự ngoan được. Và các bạn có tò mò đó là kỹ năng gì không nhỉ? Thì ngay bây giờ đây, hãy cùng với thầy Tùng quay trở lại thời gian để chúng mình xem những ngày vừa rồi bạn cá sấu của chúng ta như thế nào nhá. Gấu, buồn ngủ không gấu? Không. Tại sao? Tại sao lúc nào cá sấu cũng buồn ngủ? Trời ơi, tôi buồn ngủ quá. Các bạn nhỏ ơi, như vậy chúng ta thấy rằng cá sấu của chúng ta lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ. Và không biết là bạn nhỏ của chúng ta đang xem truyền hình có bạn nào giống như cá sấu không nhỉ? Vậy tại sao mà cá sấu lại buồn ngủ nhiều như vậy? Các bạn có biết không? Vậy thì ngay bây giờ lại tiếp tục cùng với thầy Tùng tìm hiểu xem lý do tại sao bạn cá sấu của chúng ta lại suốt ngày buồn ngủ như vậy nhá. Nào, cùng tiếp tục đi nào. Đúng rồi, phải thế chứ. Sự nhận cố lên. Sự nhận thắng rồi. Đánh đi, đánh đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cá sấu, bây giờ là mấy giờ rồi mà con vẫn còn xem tivi ầm ĩ lên như vậy? Không đi ngủ sao? Mấy giờ? Nhưng mà con đang xem phim hay mà. Bây giờ nhìn kìa, bây giờ là 9 giờ tối rồi. Và đã đến giờ đi ngủ rồi. Con còn phải đi ngủ để mai con phải đi học chứ. Nào, đưa điều khiển tivi cho thầy để tắt tivi thế nào. Nào, nhanh lên cá sấu. Thầy nói có nghe không? Đưa điều khiển tivi cho thầy. Tắt tivi đi. Nào, đến giờ đi ngủ rồi. Cá sấu nhanh nhẹn nghe lời thầy nào. Đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ nhá. Nào, đi vào nhà vệ sinh đánh răng nào.
bạn nhỏ đáng yêu của thầy Tùng bây giờ cũng như vậy đúng không nào? Đến giờ đi ngủ, bố mẹ bảo đi ngủ rồi mà chẳng chịu đi ngủ này, vẫn cứ đòi xem tivi này, vẫn cứ đòi xem điện thoại này, làm cho chúng mình không ngủ đầy đủ giấc, dẫn đến việc là chúng mình thiếu ngủ. Và các bạn thân mến, việc thiếu ngủ không những là làm cho chúng mình cảm thấy bị mệt mỏi vào ngày hôm sau đâu, mà còn làm cho chúng mình bị một số những cái điều không mong muốn nữa đấy. Đó là gì thì bây giờ hãy cùng gặp cá sấu xem chuyện gì đã xảy ra với cá sấu nhá. Cùng với thầy Tùng đi tìm cá sấu thôi nào, đi tìm cá sấu nhá. Gương kia ngự ở trên bàn, thế gian ai đẹp được dường như sấu ta. Ui, các bạn ơi, mặt của sấu làm sao thế này? Ui, tự nhiên mặt của sấu làm sao mà nhiều chấm đen thế? Ui, sấu không biết đâu. Sắp tới sấu đi thi người đẹp đầm lầy rồi mà bây giờ với cái mặt như thế này làm sao mà sấu làm đi thi bây giờ? Thầy Tùng à! Cá sấu, con làm sao vậy? Ôi, tại sao mặt của con lại nhiều mụn như thế này? Con không biết. Thầy Tùng cứu con đi. Thầy đã hiểu rồi. Cá sấu ơi, con bình tĩnh nào. Đây chính là kết quả của việc con đã không nghe lời thầy, con đi ngủ muộn này và không ngủ đầy đủ giấc và đúng giờ đấy. Việc đi ngủ muộn không những làm cho con bị mệt mỏi ngày hôm sau này, buồn ngủ này, và lại còn làm cho làn da của con không được đẹp nữa đâu. Thầy ơi, thế bây giờ con phải làm gì ạ? Thầy cứu con đi. Bây giờ nghe lời thầy này, bình tĩnh này, không khóc nữa và đi vào trong phòng, con hãy ngủ một giấc thật là ngon nhá. Và khi con đi ngủ đúng giờ và đầy đủ giấc thì dần dần làn da của con sẽ đẹp trở lại và con sẽ được khỏe mạnh. Có đồng ý không nào? Và hứa với thầy là từ bây giờ sẽ luôn đi ngủ đúng giờ và đầy đủ giấc. Con có đồng ý không? High five để hứa với nhau một cái nào. Yeah. Rồi, xin mời con đi vào phòng ngủ đi. Các bạn ơi, đừng ai giống như sấu nhá. Mà bây giờ đừng có lười ngủ giống như sấu xong bây giờ bị cái mặt sấu như sấu nhá các bạn nhá. Sấu đi ngủ đây, con đi ngủ đây. Rồi, chúc sấu ngủ ngon nhá. Và các bạn nhỏ thân mến, các bạn thấy không? Như vậy việc chúng ta không đi ngủ đúng giờ và đầy đủ giấc sẽ đem đến rất nhiều những ảnh hưởng về sức khỏe cho chúng ta này, làm chúng ta luôn cảm thấy mệt mỏi này, buồn ngủ vào ngày hôm sau. Và không những như vậy, có thể làm cho làn da của chúng ta mất đi vẻ xinh đẹp này, đẹp trai này, xinh gái đúng không nào? Chính vậy là những thiên thần nhỏ đáng yêu của thầy Tùng ơi, ngay từ ngày hôm nay chúng mình đừng giống như cá sấu nhá. Chúng mình hãy nhớ một số những điều sau để chúng mình luôn có một sức khỏe khỏe mạnh. Đầu tiên, đó là đến giờ đi ngủ, dù con đang chơi đồ chơi hay đang xem những bộ phim rất hay thì hãy dừng lại và đi ngủ. Thứ hai, đó là trước khi đi ngủ đừng quên đánh răng, rửa mặt sạch sẽ và lựa chọn cho mình một bộ trang phục thật là thoải mái để đi ngủ. Thứ ba, đó là hãy tắt đèn khi đi ngủ, đừng để đèn quá sáng bởi vì sẽ làm cho chúng mình bị chói mắt này và chúng mình sẽ có một giấc ngủ không ngon. Thứ tư, khi đã lên giường đi ngủ, không xem điện thoại, không đọc truyện và cũng không chơi đồ chơi nữa mà ngay lập tức nằm xuống, nhắm mắt và có một giấc ngủ thật ngon nhé. Và nói nhỏ với các bạn này, thầy Tùng thấy nhiều bạn nhỏ buổi trưa chúng mình ngủ ở trường với các bạn, còn rất nhiều bạn lên giường ngủ rồi mà vẫn còn nói chuyện riêng với nhau. Thì các bạn ơi, từ bây giờ chúng mình đừng như vậy nữa nhá. Bởi vì khi mình nói chuyện là mình sẽ không có đủ thời gian để ngủ nữa đâu. Và thậm chí mình còn làm ảnh hưởng đến những bạn khác, làm cho những bạn khác không có một giấc ngủ ngon. Có thể chúng mình chưa buồn ngủ lắm thì mình hãy cứ nằm im này, nhắm mắt lại và dần dần chúng ta sẽ chìm vào một giấc ngủ thật là ngon. Và khi chúng mình tỉnh dậy sẽ có thật nhiều năng lượng và khỏe khoắn để chúng mình bắt đầu một ngày mới, một buổi mới với thật nhiều năng lượng. Các bạn có đồng ý với thầy Tùng không nào? Vậy ngay từ ngày hôm nay, thầy Tùng hy vọng rằng tất cả những bạn nhỏ đáng yêu của thầy Tùng, chúng mình luôn đi ngủ đúng giờ và đầy đủ giấc nhá. Và những số sau thầy Tùng sẽ tiếp tục quay trở lại và hướng dẫn các bạn để chúng ta có thật nhiều những kỹ năng sống tuyệt vời khác. Bây giờ thầy Tùng sẽ vào để xem bạn cá sấu đã ngủ ngon chưa nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.